Mày chết với bà rồi. Mày chết với bà rồi. Ấy, đây gọi là móc lưới kiểu Tây này. Chỗ kia nó sâu quá, mình phải chơi kiểu này không ạ? Ấy, chết với bà rồi, Hiệp ơi. Ai giời, giờ mới được con trai trai này. Ấy, trời ơi, giờ mới được con trai trai. Ôi trời ơi, bỏng quá, bỏng quá. Cảm giác như là muốn ngon nhức lách luôn rồi đấy các bạn này. Ấy giời ơi. Hương ơi, anh vừa mới đi Tây về, anh mang cho em món quà về này. Nhưng mà đi trên đường xuống sân bay hạ cánh một cái không may, coi như là hỏng mất món quà rồi. Em tiện tay em rửa luôn món quà thì chỉ có Tây mới có món này thôi đấy. Ở Việt Nam mình không có món này đâu. Tây Tây. Nưới này, túi nưới này. Đấy, hành trang của vợ chồng mình đi kiếm ăn hôm nay là đơn giản như vậy thôi. Được con gì ta cho vào cái túi lưới này. Đi thôi em ơi. Cùng chúc nhau may mắn nhỉ. Hôm nay là một chuyến hành trình đi cũng khá xa đấy em ạ. Cách nhà khoảng tầm chục km đấy. Đi mò trai trai này. Đi bắt cá này. Được không? Tận rất chơi chi là xa. Đi thôi nhá. Vậy là đã tới cái địa điểm để vợ chồng nhà mình kiếm ăn rồi đó các bạn. Đi theo mình hành trình hôm nay thì có cả Hiệp Cuội TV nữa. Thế nhưng mà hôm nay hai chú cháu mình thi nhỉ? Thi chứ nhỉ. 2-1 thì chả chột thì cũng què đúng không? Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì các bạn thấy đấy, sau cái hành trình của ngày hôm qua thì mình cũng đi qua đây thấy cái nơi này nó cũng có vẻ là dễ có trai trai và cá. Thì chính vì cái đầu video mình chia sẻ với các bạn là mình mang cả lưới đi nữa. Để bây giờ thì vợ mò trai trai, chồng thì đánh lưới nhá. Ghê chưa? Các bạn thấy nào? Dân ở trên trên núi giờ đi xuống dưới nước để kiếm ăn rồi đây này. Né. Né ra rồi đấy. Đi thôi, chúng ta kiếm ăn thôi. Nhưng mà được nhiều hay được ít là tớ không phô đâu nhá. Không phô. Nếu mà ai mà muốn biết là Hiệp Cuội TV mà được nhiều hay không thì sang kênh Hiệp Cuội TV. Còn vợ chồng Long là không có tiết lộ cho Hiệp biết. Ấy giời. Em ơi, công tác chuẩn bị kỹ càng thế cơ à? Ấy già, sợ đỉa à? Không có sợ đâu. Mình phải mang cái lấm lưới này đi tra trước các bạn. Trước khi đi tra lưới này thì là phải kiểm tra xem là nước lon ở nơi này nó như nào. Bởi vì địa hình địa vật nơi này thì mình chưa quen thuộc. Nếu mà được có cá thì không sao, nhưng mà nhìn thấy cái con cá dọn bẻ lên như này đã thấy hoang mang lắm rồi các bạn. Tra xong lấm lưới này mới bắt đầu đi mò trai trai được. Đây có cả dọ ma của các bác ở quanh đây nữa này. Ây giời ơi. Để đi xuống nhá. Mảnh xanh mảnh xiếc chết lên. Phải kiểm tra xem là nước nó có sâu không đã. Lồng lắm anh em ạ. Cô ơi có gì không cô ơi? À thế ạ. Chúng ta gặp một cái cô cũng đang đi kiếm ăn. Sâu thế, sâu thế. Sâu lắm. Thôi được rồi, chọn được cái chỗ sâu như này là ok rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà có cả dọ ma nữa này. Có cả dọ ma nữa. Có cả dọ ma của các bác ở đây nữa này.
Đấy, đây đà, đưa đồ, mình cứ tra lưới đi đã. Sau rồi tính tiếp. Ờ, cô ơi, đây có đĩa không cô ơi? Không có đĩa. À, thế thì cháu yên tâm rồi. Cô bảo không có đĩa là yên tâm rồi. Mình tra lưới kiểu vống cuốn vòng quanh như này, sau bắt đầu mò á. Mò là cá thể nào nó cũng kiểu như nó sợ ấy. Thì là nó sẽ chạy. Nó chạy thì lúc đó là mình sẽ vớt lưới sau cùng. Lên trên này nó còn lông lông được tí rồi này. Đây chỗ này lại lông quá. Lại lông quá. Phải đi ra sâu rồi. Ôi, cuối cùng thì cũng đến tới đây rồi các bạn. Một chặng đường dài ơi là dài. Và ở đây có dọ ma thì mình đánh dịch dịch ra xa một chút xíu. Không biết là cháu Hiệp ở về kia nó kiếm ăn được gì không. Nó bảo là nó không phô. Ui dọ ma, dọ ma. Dọ ma. Ok, hết pin. Xem nào có gì không nào. Em có thích mò không? Sâu quá. Toàn xoài. Ấy, toàn xoài thôi. Chai chai to thế nhỉ? Chai chai to thế. Có xác chai chai ở trên, ở dưới vần đáy à? Cái phần nền tảng nó như này các bạn này, cho nên xác định được con chai chai này hơi rất chi là khó. Bởi vì nếu như mà cả một cái bùn đất sét ấy thì là có con chai chai, mình chỉ sờ sờ như này này ấy là phát hiện được chai chai không, nhưng mà đi xuống dưới này nhiều khi là nhầm lẫn với xoài luôn, khó xác định được mục tiêu. Có dám nhảy xuống không? Hiệp quậy ở phía kia không biết có kiếm ăn được không. Thôi từ từ đã, là anh kiểm tra khu vực nào hả? À? Cứ hỏi thế. Ui, mới thấy ốc thôi em ạ. Anh không chưa bờ lại có ốc à? Chưa thấy chai chai. Chai chai phải vẫn phải tìm ở cái chỗ nó có cái u đất sét ấy. Đây em bỏ anh cái lưới đây. Đây, được con chai chai này. Nhưng mà ốc ở đây nó to lắm các bạn. Ốc đây to là to này. Ấy, nhưng mà sờ mãi mới thấy cơ. Buộc cái này, buộc cái này vào cổ này. Sao bắt đầu đi đâu được con nào phát là mình ném luôn vào đây. Tạp ra. Tạp ra. Tạp ra. Phải mình phải gọi là thiên biến vạn hóa. Đấy, sống ở đâu là mình phải theo. Thắt cổ rồi. Cái kia là ngoạn tà văn. Cái này là hơi ngược đúng không? Đấy thì này. Nó là ngược chứ không phải là hơi ngược. Đấy, đây. Được con nào là cái ta nhét luôn vào đây. Em không biết làm bơi thì đừng ra cái thùng sâu đâu. Đi cứ đi gần gần anh này. Không chốc lại tìm lại mất vợ thì tôi chết. Coi này, được một con chèm chèm này. Đây, tiện đâu. Ây da. Ây da. Toàn phải gạch thôi, mới sỏi đá ở dưới thôi. Mòn đấy. Đi bám vào quanh anh này nhá. Không chốc anh không đi tìm vợ được đâu. Cứ mang tiếng là đi hai người. Thế nhưng mà vợ mình có biết sông gì về sông nước đâu. Không biết đằng bơi đâu. Cho nên là cho tác nghiệp ở trên bờ. Thằng kia ở ngoài kia không biết có kiếm ăn được gì không. Im lắm. Ây da, đúng mô đất đây rồi. Tìm đúng mô đất đây rồi. Ây da, sao cái mô này nó lạ thế nhỉ. Ây da, mô này ngồi chỏm chè lên được luôn này. Có gì không Hiệp ơi? Không hỏi à? Quyết không phô. Ui, toàn hang hố rồi các bạn. Toàn hang thôi. Ui, sao đứng cao thế này nhỉ? Nguy hiểm rồi. Toàn ốc to thôi.
Trong rìa bờ đây có con gì không em ơi? Ở đây anh toàn thấy chằn chẹm thôi. Chai chai ở bùn này thì bao giờ nó ăn sâu lắm các bạn. Ở dưới này thì mình thì đang kiếm ăn. Ở trên kia thì có vợ chồng nhà chim cũng mình thấy đang đi kiếm mồi về cho con hay sao ấy. Đúng là kẻ kiếm ăn dưới nước, kẻ kiếm ăn trên bờ. Toàn ốc thôi. Ốc này thì về thì cho vịt uy nương. Wow. Ai giời, giờ mới được con trai trai này. Ấy trời ơi, giờ mới được con trai trai. Ở dưới bùn này nó trai trai nó ăn sâu lắm các bạn. Đi vào bãi leo này rồi. Ui, kéo cái tạp dè sau cổ này. Gãy mất cổ mất. Ui, cá nó chạy đấy. Cơ bản là chú kiếm ăn ở cái bọn cá này này. Ây giời, sùng xiềng gãy cả cổ rồi. À, vừa nhìn thấy, vừa đi qua lưới của mình các bạn, vừa đi qua lưới của mình. Ai xời ơi, ai xời ơi, ai xời ơi, ghê chưa này. Mày, ai xời ơi. Đấy, kiếm ăn ở các bọn này này. Ấy rồi, đây nó chạy vòng lưới tận đây rồi này. Ô, mắc đọc cái đoạn đấy thôi các bạn. À, có nhét được không? Ủa, toàn ốc to đây này. Ghê rồi, kém nhét ra. Khéo kéo cầu cưỡi cổ anh. Mò ở dưới mà gặp được cái cành cây này nè. Ốc nó bu vào, bu nhiều lắm. Đầy ốc luôn này, toàn ốc cụ thôi. Ấy xài. Ôi, thôi đành thất lễ với lại bác đánh dọ ma. Mình nhấc mấy cái dọ ma lên để kiếm mấy cái con ốc. Bởi vì là chính cái dọ ma này nó bám nhiều ốc vào lắm, toàn ốc to thôi. Đây, đi vào đây cho các bạn xem này, toàn ốc cụ thôi. Ui ui, nhiều thế. Ôi, anh ra chắc. Đây các bạn nhìn này, toàn ốc to thôi. Ui, một công ta có thể là 3-4 việc luôn. Đây, để mình dặn. Ôi, 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 lưới ôi, lưới ôi, dẫm phải lưới ôi. Dẫm phải lưới ôi. Đây, xem nào. Hên xui. Ở chỗ này. Mày chết với bà rồi. Mày chết với bà rồi. Ấy, đây gọi là móc lưới kiểu Tây này. Chỗ kia nó sâu quá, mình phải chơi kiểu này các bạn. Ấy, chết với bà rồi, Hiệp ơi. Ngon rồi. Thế là được bữa cá rán này. Được bữa ốc nấu đậu này. Úi giời, chết với bà rồi. Ôi giời, chuyện làm ăn nó phải có sự tính toán gì nè. Ôi giời ơi, một mớ. Ôi ôi, giếc này, cá giếc này các bạn này. Ôi trời trời, cá rô phi nữa, diêu hồng này. Ôi ngon tớ rồi. Ấy, đây là một chú giếc nữa này. Ôi giời. Ôi, không uổng công anh à, đi xa như đoạn này bành càng rồi. Ấy, một chú giếc nữa. Ôi xời, ôi xời rồi, lại rô phi. Đúng là bộ lưới tiền tỷ em ạ. Ghê rồi. Ôi ôi, tí được vỡ mồm. Đấy, đoạn này giật giật. Ôi sâu thế. Ôi ôi, giọt bé. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Ôi, quả giật tưởng thế nào không, hóa ra là giọt bé. Chết tôi rồi. Ôi ôi, ai được cả nheo này, được cả giọt bé này. Quế. Tiếc quá, đoạn cuối này dính mấy con giọt bể không thì ngon đấy. Ui, nặng tay quá. Quay đây anh xem nào. Làm gì mà làm thơ ghê thế. Thôi, bây giờ thì không biết là nhiều hay ít, nhưng mà em ra đổ chung vào cái túi của anh, sau về sau cho mọi người khoe với mọi người sau. Về khoe với mọi người sau. Được rồi. Sau em dồn cái lưới vào trong cái lưới kia vào trong cái túi lưới này, hiểu không? Để chờ cả Hiệp nữa sau rồi
cả chúng ta cùng về. Ở đây thì mình cũng không biết là địa phận của nơi nào đâu các bạn. Chỉ biết là vẫn ở khu vực Hiệp Hòa của mình ấy. Nhưng hôm qua mình đi ở trên đường quốc lộ kia kìa các bạn kìa. Ấy là nhìn xuống là các bác mò là thấy đèo bao tải ghê lắm. Thì mình thấy nhiều nhiều mình cũng xuống, nhưng mà thực ra là cũng không được nhiều như mình tưởng tượng là khu vực nó đẹp như này các bạn. Ui, các bạn nhìn thế này. Đấy, tất cả cái thành quả của vợ chồng mình một chút buổi sáng của ngày hôm nay đấy các bạn này. Ốc to kinh khủng không? Đấy. Mình đã về tới nhà và đã làm công tác chuẩn bị là làm cái bữa trưa đấy các bạn. Đây thì mình luộc lên, sau đó là tranh thủ nhả. Nhả thì hôm nay cái món chai chai này, trùng trục này này. Đấy, ốc này, sẽ cho vào lấu đậu với lại cái ngồng của cây khoai dọc mồng. Mình gọi cây dọc mồng các bạn. Đấy, còn món cá này bây giờ thì để mình gỡ lấm lưới này ra thôi. Để kiếm được đĩa cá rán nữa nhỉ. Em ơi, em luộc xong em chế biến cho anh cái món ốc lấu đậu hộ giúp anh ấy nhá. Rồi anh đi gỡ lưới xong anh kiểm tra một vài cái con vật đấy. Mình đi thì buổi sáng nay cũng nhiều con mình chưa kịp cho ăn ấy. Giờ thì tranh thủ là chờ vợ lấu lướng, sau đó là triển khai vài cái công việc nữa các bạn ạ. Mẹ. Thế là nó đi xuống kia ăn, thế nó bỏ em ở trên này kêu thế. Đúng là cảnh cô đơn nhỉ, vắng vợ vắng con vất vả thế. Cứ con dê cái đi xuống dưới này là cái con dê đực ở trên nó làm giặc lên các bạn ạ. Mình vừa mới phụ vợ tắm rửa qua cái mà con dê nó kêu xót ruột quá, không thể chịu nổi. Nó kêu như kiểu như là cái ao bóp cổ đó các bạn. Đúng là đàn ông phải có đàn bà đúng không? Cái điếu là phải có lông gà là mới kêu. Người yêu mới đi vắng một tí một cái mà trên kêu ghê thật. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Ôi, chim cò vắt vẻ, ngại quá. Đây, anh cho ăn đây. Cho ăn nhá. Thôi, không phải thơm nó thế nữa đâu. Không phải thơm. Thơm thít ghê quá, vắng người yêu. Tao hiểu được cảnh vắng vợ vắng con rồi. Ai chả thông cảm cho ai. Vô khỉ anh cứ làm như một mình anh có vợ ấy. Nha ơi. Đây. Không thể ngon bằng mùi vị của tình yêu được. Phải có cám vào cơ. Đúng không? Tôi hiểu ý anh. Tôi hiểu. Anh cứ bình tĩnh. Anh chị cứ bình tĩnh. Tôi phục vụ ạ. Các anh chị từ A đến Z được chưa? Úi giời ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Đây, 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 đây. Đây đây, tôi lấy cho anh chị đây. Hư nhá, hư nhá. Đấy, phải trộn lên không này, anh khôn lắm. Anh Marco lắm. Còn chị này khôn khôn gấp 3 lần anh cơ. Cái con dê cái của mình ấy nó khôn, và tại sao mình nói là khôn, bởi vì là mỗi lần đi xuống dưới kia ăn ấy là kiểu như là nó ăn chanh của phần của đà điểu này, phần của gà này. Nó có cắm mạch à, thế cho nên là chị ả là chuyên gia là đi xuống dưới kia, đi xuống dưới kia ăn chung với gà. Bảo dê nghịch thì cấm có sai tí nào đâu các bạn ạ. Vì đây mình chia sẻ với các bạn nhiều lần nó phá hết chuồng của mình rồi, chỉ vì con dê cái này đi xuống, hoặc là hôm nào mà con dê cái này nó đi xuống xuyên xuống khe này này là ở trên này là anh đạp luôn. Nhìn bộ râu thì biết mặt đi còn nghe. Ui giời ơi, thôi vợ nó về rồi nhá, kêu ít thôi. Đây rồi, tất cả những cái thứ mà mình chuẩn bị thì đây các bạn nhìn thấy này. Ui chà chài béo ngậy luôn. Ui ốc cũng to mà nhảy cũng được ruột ghê này. À, đây đậu đây. Còn thì cái món khoai dọc của mình thì khoai mùng đây. Đấy, cái món khoai này thì phải cắt ra sau lúc gần chín thì mới bắt đầu mà cho vào được các bạn ạ. Đấy, đây món cá chuẩn bị đem vào rán. Ngon đấy, vất vả một chút xíu là có bữa ăn ngon ngay. Xong việc cho cụ rùa của mình rồi ấy. Mình đi ra ngoài này. Từ nãy giờ ở cái vế này có mấy con trà màu nó ché ghê thật các bạn. Các bạn có cái tiếng động cái thế là chúng nó bay hết đi đấy các bạn. Bay đi luôn.
Bọn này là bọn kiểu như là má trắng thôi mà. Kiểu má trắng mới lên, kiểu như các cụ nói gọi là ngựa lon háu đá, cứ ché ngược ché xuôi. Nhưng mà vài bữa là bị bẫy hết mà. Kìa kìa đâu đâu kìa. Đấy đấy, đang nhảy xuống đấy các bạn. Đấy 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 đấy. Bọn này mà bây giờ mà ai mà đi bẫy dính bẫy nhanh lắm. Nhưng mà mình không có bẫy đâu. Từ trước giờ ấy, là mình ít khi bẫy lắm. Nhiều các lục thủ cũng về đây bẫy rồi. Những hôm nhiều hôm là thấy người ta bẫy mà nhìn soát cả ruột luôn. Nhưng mà chim trời cá lước các bạn không làm gì được đâu. Không bảo được người ta đâu. Thôi thì cứ cái việc của mình thì mình làm các bạn. Việc của người ta làm. Mình mà không may mà ra ngăn cản người ta thì mình chẳng có quyền gì. Người ta bảo chim trời cá lước, ông giữ làm gì được đúng không? Thế cho nên là không chơi. Đấy, mỗi một lần ngâm nước cụ rùa cái là lại cũng mát mẻ ngay. Thôi nhá, cụ ở đây nhá, cứ tắm rửa thoải mái đi nhá. Để tôi về tôi xem là cái món ốc đậu của tôi thế nào rồi. Ở trong cái chuồng kia của mình ấy, là nhiều khi ấy, là tụ 2 ngày một lần không tắm lại. Là nhiều khi là cụ kiểu như là trèo lên trên thành cái chuồng kia các bạn này. Trèo lên thành chuồng là nhiều khi là bổ nghiêng luôn, bổ ngửa luôn. Thế cho nên mới có hiện tượng là cái lưng nó bị bẩn thế này các bạn. Cứ bổ ngửa thôi. Ôi trời ơi, bỏng quá, bỏng quá. Cảm giác như là muốn ngon nhức lách luôn rồi đấy các bạn này. Ây giời ơi, một cái mùi thơm nó ngào ngạt nó lên luôn này. Trời, bỏng thế. Đây, bữa cơm gia đình nhà mình thì hôm nay thì cũng đơn giản như vậy thôi. Có rau muống luộc này, có món mướp lúc sáng mình mang ở bên Tây về này. Để mình đặt nó vào đây. Ui, đây đĩa cá rán đây các bạn ơi. Đấy, vất vả một chút xíu là chúng ta, như ban đầu mình nói à, nông thôn mà, cũng có gì thì ăn đấy. Có thể là nhiều khi thì đi kiếm được, nhiều khi cũng vẫn phải là đi mua. Thì hôm nay thì mình sẽ cho các bạn thưởng thức cái bữa cơm gia đình đạm bạc của mình thôi. Đây là bát muối lạc là các bạn này. Đấy, nó quá thân thiện với những bữa cơm quê đúng không? Để mình xay xỉa ra để cùng gia đình ăn cơm các bạn nhé. Đây rồi, vợ mình vẫn còn thiếu một cái món bát mắm chấm của rau muống này. Có vắt chanh vào không? Chuẩn men là rau muống luộc và bát mắm chấm chanh này thì quá tuyệt vời luôn. Gia đình nhà mình mời tất cả các bạn ăn cơm nhé. Hôm nay thì thôi thì mình cũng xin phép là mình gọi là review ở trong tối này. Mình biết mà, bởi vì nhiều các bạn bảo là sao anh chẳng quay bữa cơm gia đình nhà anh bao giờ ấy. Thì thực sự đây mình cũng chia sẻ với các bạn đây, gia đình nhà mình tất cả mọi thành viên đây. Thế nhưng mà nó tối lắm, trong gia đình nhà, trong nhà này nó tối rồi, nó tối. Thế thành ra là nhiều khi cái món ngon, ví dụ như món cá này rất chi là vàng luôn, mà cuối cùng nó lại trở thành coi như là nó không được vàng các bạn. Rồi, mình mời các bạn nhé. Mình phải ăn review trước đã. Giòn tan luôn các bạn. Rồi bây giờ thì đây, món ốc nâu đậu. Mình vẫn cứ phải thích là cho một chút cay cay. Đây, bố gắp cho con trai của bố. Đấy, bé tuổi nhất nhá, yêu chưa? Cho mông ăn giòn mà con, ăn rau vào cho nó mát đây. Thì bỏ đây cho bố ăn cho. Có chai chai mẹ không ăn. Mẹ Hương không ăn được chai chai à? Ngon quá. Có khi nào mình phải ăn như thế này thì nó mới ngon được các bạn. Đây, rồi sau đó là dùng thìa cho những cái thìa này. Đấy, ăn súp như này này các bạn này. Đây, chỉ cần nhìn thôi là các bạn đã thấy. Nhưng mà tối thật luôn ý. Để mình bật đèn flash lên cho các bạn nhìn nhé. Đây rồi, mình bật đèn flash lên nó có một chút ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của nó cũng không có thật cho lắm ấy. Thế là thành ra này các bạn nhìn này. Ấy, thôi lần sau có món gì ăn có khi là mình phải mang ra ngoài cơ các bạn. Wow, cảm giác ăn như này mới ngon này các bạn ạ. Bởi vì là hôm nay nhiều lắm luôn, có thể là ăn thay cơm luôn được các bạn ạ. Cho thêm một ít ớt vào nữa này. Ấy, vàng sánh luôn. Đây các bạn thấy ngon không? Ấy, thanh niên Hiệp đang sử dụng cái nước này để chan cơm kìa. Hay dạ, không ăn vã à con? Ngon tuyệt vời luôn. Bố cho thêm một chút là muối lạc lên ăn để cho nó bùi nữa này. À,
tuyệt vời, ông mặt trời đúng là ngon hết nước chấm. Ai, có khi nhiều khi mình không phải là nói xấu đâu, thế nhưng nếu như phải mua một bát canh như này ấy, thì nghe có vẻ cũng hơi khá khá tiền đấy, nhưng mà chưa chắc nó đã được được ngon như như mình làm đâu. Mình phải tự tin là như thế đúng không nhỉ? Cay cay tê tê, thơm thơm, thơm thơm của nghệ này, đấy. Giòn giòn của dọc mồng này, dọc mồng các bạn này. Rồi mình tập trung vào ăn đã. Rồi bây giờ thì gia đình nhà mình tập trung vào ăn uống thôi nhỉ. Khi ăn là phải tập trung vào ăn uống thôi. Long Đen cũng xin phép là kết thúc video ở đây. Một lần nữa thì gia đình nhà mình chúc các bạn là luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé. Các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ kênh giúp Long Đen và ủng hộ những cái món ẩm thực gia đình mình cùng làm cùng ăn.